Em chào các bác, hôm nay em quay video là bán cái cây địa lan với mấy cái cây phi điệp các bác. Cây vàng yên tử, cây địa lan vàng yên tử và cây phi điệp có mấy cái loại, năm cái trắng Hà Tĩnh, Vạn Phúc, Hòa Dương, Hòa Vân các bác. Cây vàng yên tử này nó cũng là một cái cây xanh vàng các bác. Cái này thì các bác xem thêm video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa để rõ hơn các bác nhé. Vàng yên tử hoa xanh vàng, cơ bản nó cũng khá là đẹp. Đây, đầu tiên thì là em có ba cây. Cái này thì cây đầu tiên là 1 triệu quá nhá, cây số 1 là 1 triệu. Cái này lá nó đốm lúc tung ạ. Cái này là 1 triệu ạ. Cây số 1 có mầm, có mầm. Em sang cây số 2, cây này 1,2 triệu các bác nhá. 1,2 triệu, cây này mầm lên nó cao hơn chút. 1,2 triệu cây này. Nó cũng là củ già. Nó cũng là củ già các bác nhá. Là củ già. 1,2 triệu ạ. Em sang cây số 3. Số 3 1,5 triệu ạ. Đây. 1,5 triệu cây số 3. Em sang một cái cây phi điệp các bác. Phi điệp 5 cái trắng Hà Tĩnh. 5 cái trắng Hà Tĩnh thì mấy cái cây này nó khá là phổ thông. Đây ạ. 5 cái trắng Hà Tĩnh. Bác nào chưa có giống thì sưu tầm cái này cũng được, chơi nó rất là vui các bác. Cái này thì em cứ tạm gọi là theo số của cái cây địa lan này, cái này cái số 4 đi. Cái số 4 này 100.000 các bác nhé. Số 4 100.000. Cái kia này nhỏ nhưng nó chưa ra rễ được. Ít rễ loại là em sẽ vẫn gửi kèm cái kia luôn. 100.000 các bác nhé. 100.000 cái số 4. Cái số 5 150. Có một kia thân. Số 5 150 các bác nhé. Số 6 150 cũng một kia thân. Số 6 150. Em sang cái bên này. Cái bên này thì nó là cây 5 cánh trắng Vạn Phúc. 5 cánh trắng Vạn Phúc các bác. Nó cây cánh bầu cực đẹp. Cây Vạn Phúc này thì nó là cây nó cũng ít. Nhưng được cái là nó là cây cánh bầu rất là đẹp. Các bác có thể nghiên cứu sưu tầm. Chưa có giống thì sưu tầm chơi vui. Hai cái kia này em sẽ nhổ gửi, tại vì là cái gốc của nó là nó bị sên ăn rồi các bác nhé. Đây, một cái kia này. Bên này một kia. Bên này hai kia. Đây, hai kia này 150 em nhổ gửi các bác nhé. Nhổ gửi. Còn cái bên này là cái Hòa Dương. Cái Hòa Dương hai cái này cũng 150. Cái này và cái này. Em nhổ gửi các bác nhé. Cái này gốc của nó ở đây nhé. Nó cong ở đây. Đấy, cong ở đây. Hiện vẫn đang đi ngọn. Năm cái trắng Hòa Dương. Một trong những cây cũng rất là hay. Cánh bay. Rất là đẹp các bác. Mình sưu tầm cho nó nhiều giống. Năm cái trắng Hòa Dương. Còn bên này là có hai cái cây Ngọc Hân. Ngọc Hân này các bác. Ngọc Hân nó cũng là một cây cũng rất là hay. Mình có thể chơi sưu tầm nó rất là vui. Cho nó đa dạng giống các bác. Cây Ngọc Hân này thì em có 2 chậu các bác nhé. Em có 2 chậu 5 trắng Ngọc Hân. Cái kia là 6 này, 7, 8 đơn rồi. Đơn số 8 là cái đơn Hòa Dương các bác nhé. Hai cái Hòa Dương này là. Đấy, đơn số 7 là 2 cái Vạn Phúc. Đơn số 8 là 2 cái Hòa Dương. Đơn số 9 thì là 200.000. 5 trắng Ngọc Hân, nó là 4 kg rất là to các bác nhé. Thân năm ngoái thân mẹ của nó dài khoảng tầm 60. Năm nay nó có 4 kg, kg nó phải tầm 30 40 cm một cái các bác nhé, 4 kg. Đấy, cái chậu này là 4 kg. Đấy. Nó cũng khá là to đấy các bác, nó khá là to đấy. Nhưng mà cơ bản là nó bị mất mầm gốc các bác nhé. Cả hai chậu đều là mất mầm gốc, thế nên em sẽ nhổ em gửi. Về các bác có thể ghép vào gỗ hoặc là mình cắt kia mình trồng một chậu cũng rất là ok các bác. Thì hai cái chậu Ngọc Hân thì nó sẽ là số 9 và số 10 các bác nhé. Số 9, cái số 9 là 4 kg, còn cái số 10 là 5 kg các bác nhé. Cái số 10 là 5 kg nhưng kg nó ngắn hơn. Kg nó ngắn hơn các bác. Có những cái nó chỉ hơn chục cm thôi. Cái dài nhất của nó thì được tầm 40 cm. Đây, 40 cm. Đây số 9, số 10. Đấy, các bác lấy cái nào được nó xem nhau các bạn. Thì đây là mấy cây hôm nay bạn. Các bác có nhu cầu cái nào thì liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.